Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel cày zombie ha thì hôm nay mình sẽ đi đánh cái con boss ở bên à, à, mình sẽ đi đánh con boss bò cho anh em coi ha không biết là mình, à, mình qua bên con bò được không. <laughs> thì à, để đánh con boss bò thì anh em cần một mặc một set diêm dương thôi là đã đánh được rồi ha. Mang một set kim dương thôi là anh em đã đủ đam đánh rồi ha. À, thì à, nếu mà anh em có anh em có được cái cái nắm đấm xét á thì anh em mặc set chim dương anh em xài nắm đấm xét, anh em đã phá được giáp của con bò rồi à còn nếu mà anh em không có không có xét chim dương á thì à, mình có bán xét chim dương nha còn nếu mà anh à, nếu mà anh em có có cái rau bà tuột thì anh em xài rau bà tuột còn nếu mà anh em không có rau bà tuột thì anh em xài năm nắm xét cũng được ha có năm nắm xét là nó đã đủ nó đã đủ phá phá giáp của con bọ rồi năm nắm xét là đủ phá giáp của con bò rồi uh, thì uh, anh em nào mà có xài năm nắm xét thì uh, thì xài đây mình sẽ test thử cho anh em coi cái nắm nắm xét với lại cái uh, Giờ mình sẽ test thử nắm nấm xét cho anh em coi ha Với con bò xong rồi mình sẽ xài cái rau bạch tuột với con bò Thì nắm nắm xét đánh con bò cũng được ha chứ không phải không được Nắm xét đánh bò cũng ngon à, Rồi mình sẽ qua chỗ con bò nha Mình sẽ qua chỗ con bò Đây rồi, qua chỗ con bò cho anh em coi này à, có người bên đây Có bốn người à không ai đánh bò hết à, giờ mình xuống mình đánh bò nha thì uh, đây mình mình đánh bội cho anh em coi nha đầu tiên là đầu tiên là mình sẽ búp cái cây này lên xong mình gồng mình đấm ủa có người hả đây anh em gồng lên ha anh em gồng lên anh em đấm đó là được năm nghìn đam ha đó thì uh, anh em sẽ sẽ gây được đam trong bọ à, rất là đơn giản luôn à, rất là đơn giản nếu mà anh em đấm ba cái nhưng mà nó sẽ chậm rất sẽ rất là chậm khi mà anh em đánh bọ nhưng mà nếu mà anh em chưa có gì hết thì Anh em đánh bọ cách đó thì phải chịu thôi ha Phải chịu đánh bọ cách đó thôi ha Chứ không còn cách nào khác hết Nhưng mà khi mà anh em lên được cuốn sách bạch tuột này thì Hiện tại là mình chỉ hướng dẫn cho anh em mấy cách Mà để anh em có thể phá giáp được con bọ thôi Hiện tại thì là Thì là 2.000 đam là đã phá được giáp bọ rồi Thì có thể sử dụng cái nấm nấm xét đó phá giáp bọ Còn phải phá giáp bọ thì phải mặc áo với quần im dương Tại vì là khi mà anh em nhảy á lên nó, nó sẽ tăng cái bậu kích cho anh em ha nó sẽ tăng cái bậu kích cho anh em mình mình thì mình hay chơi con nhỏ này ha tại vì là con nè anh em coi này mình đập nó cũng uh, trừ bậu kích đấy cái giáp nó bị phá đấy chỉ cần hai không đam thôi mình có thể sử dụng cái nấm nấm xét cũng trừ được mà xài cái draw và tụ cũng sửa trừ được ha lát con thẳng vô nó kiếm chuyện à <laughs> đấy thì đánh con bọ cũng khá là dễ ha con này thì nó chỉ có phun lửa là hơi nguy hiểm thôi nhưng mà bây giờ phun lửa của nó cũng cũng hấp bớt nguy hiểm rồi đó. À, giờ mình chỉ cần vô mình đánh nó thôi, không có gì hết. Khá là đơn giản luôn. Đó ha. Đấy. Tuổi <laughs> gì mà đánh mình. Trời <laughs> ơi, thằng này nó muốn chơi mình các bạn. Này, nó muốn chơi với mình. chơi với mình mình chơi với nó giảm sát thương này mai nham này vô <laughs> rồi ha chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại nha